Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt quý vị và các bạn đây là một dòng loa chép, dòng chép đom lụa cực kỳ hay và độc đáo các bác và anh em này. Dòng loa chép đom lụa thì các bác và anh em biết rồi, ưu điểm của tiếng loa chép đom là cái tiếng của nó tơi nhuyễn và rất là mịn. Và tí em sẽ test luôn cho các bác và anh em. Và dòng loa chép này các bác thấy cái hình thức của nó rất là độc đáo, hình elip, và lại thêm cái thiết kế dòng chép đom nữa là chúng ta nhìn khá là giống với một đôi mắt đây, nhìn như một đôi mắt. Còn em không thích thì có thể để kiểu dọc như này cũng được, bởi vì bản thân cái vành vành kiểu bầu dục như này này, để chúng ta bắt bắt vào thùng hoặc là đóng độ cho nó một cái vỏ thì rất là độc đáo so với một cặp loa chép bình thường. Đây các bạn em nhìn cho, đây là một dòng loa chép đo, đây là một dòng loa chép đo rất là gấu như này, rất là to như này. Thế nhưng các bạn nhìn này, trông thì thôi nhưng mà cái màng của con này nó còn to hơn cái màng đo của con chép này, anh em nhìn này, nó còn to hơn cả cái màng con chép như này. Tuy rằng cái nam châm của nó không gấu bằng thôi, bởi vì đây là dòng nam châm từ neo, neo tức là viết tắt của neo dimium, đây là loại nam châm rất hiếm với cái lực cái hút của nó rất là mạnh. Tuy là nam châm nhỏ thôi nhưng mà lực hút rất là mạnh, và ưu điểm của dòng loa chép từ neo tiếng của nó sáng rất là bay. Và đặc biệt là với dòng thêm cái dòng loa chép đo này nữa thì cái tiếng của nó vừa tơi nhuyễn là vừa sáng nữa. Anh em biết rồi, cái gì cũng có ưu nhược điểm. Dòng loa chép đom thì cái nhược điểm của nó là cái giải tần của nó không vươn được lên những cái giải siêu cao tần giống những dòng loa chép khác. Thế nhưng dòng chép này thì anh em thấy rằng cái tiếng chép của nó khá là sáng. Hình thức bên ngoài thì các bác có thể nhìn hình dung ở đây, về cái mặt bên ngoài vẫn là cái kết cấu màng đom lụa này rất là mềm, mà anh em có thể ấn xuống này nó tự động nó sẽ bật lên thôi, và nó phủ một cái lớp dạng như ở dạng dầu anh em ạ. Nhìn cái màng loa của nó đây, màng rất là hay, rất là đẹp nhìn, và hình bầu dục như này. Ở bên này hai ốc bắt tai ở đây, và cái đường kính này là 8 phân các bạn nha, 7,8 phân. Còn ngang, còn chiều ngang này này, rộng nhất của nó là 4,7 phân. Chính giữa hai cái ốc bắt tai, chính giữa tâm ốc nhá, chính giữa tâm ốc là 6,5 cm. Đấy, đây là kích thước bên ngoài. Còn về đây mặt trước của nó này, anh em có thể để đặt dọc như này, đặt ngang như này đều không thay đổi gì nhá, bởi vì cái viền nó đây chỉ là cái viền ngoài thôi. Đấy. Và cái nhựa này của nó cũng khá là chất lượng này, anh em có thể hình dung nó không phải tiếp tục dạng cái nhựa giòn đâu. Một số dòng loa mà em thấy rằng những dòng loa mà kém ấy, chất lượng kém, cái nhựa của rất là giòn, rất dễ gãy và vỡ. Còn nhựa này của nó tương đối là chất lượng. Mặt sau ở đây thì anh em thấy hai cái cực của loa, cực to là dương và cực nhỏ là âm như này, và nam châm từ neo. Và kể cả những cái sơn của nó là em nhìn được cái sơn của nó đây là sơn màu nhũ bạc ở đây ở phía sau, và có thể có những con mà đây này kiểu sắt bảy màu cơ, anh em nhìn cho đây này, ấy vẫn kiểu sắt bảy màu này, để qua camera nó hơi bị khó nhìn một chút, anh em thấy chưa, sắt kiểu dạng sắt bảy màu này đấy. Và con này model là M8 của hãng Dali. Dali đây là một thương hiệu rất nổi tiếng của Đan Mạch, model M8, và công suất lên tới 120W, 92 decibel, độ nhạy 92 decibel. Đấy. Ngay sau đây thì em sẽ test luôn để các bạn và anh em cùng theo dõi nhé. Và giá thì rất bình dân thôi, giá con này thì rẻ, có khi để bằng là hơn nửa con nào. Đây, ở dây này thì bên em sẽ tặng kèm nhé, cái dây này bên em sẽ tặng kèm dây của Nhật Protero hoặc là dây của Hitachi cho các bạn và anh em. Đấy. Dây tặng kèm, tụ tặng kèm luôn, dây cả tụ kèm tụ luôn nhá, tụ em sẽ tặng luôn cho các bác và anh em. Em sẽ đấu test luôn này, chân nhỏ là âm này, rồi được chưa, một cặp nhá, test luôn một cặp, em sẽ để đây. Đây nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà bé như có võ các bác và anh em ạ. Em sẽ xin phép là test mono luôn, tức là hai con em test là một kênh của âm ly luôn cho nó nhanh. Cặp loa của em, âm thì âm và dương thì dương, triển thôi nha. Quý vị cảm nhận tiếng chép, em bật mức âm lượng khá là nhỏ nhé, chưa to đâu ạ. Đây tăng lên âm lượng cho anh em nghe này. Đó. Tiếng chép đo của nó rất là mịn và tơi, các bác có thưởng thức. Có một cái là dòng chép đo mà anh em nghe là cái tiếng của nó tơi nhuyễn mịn, không bị chói gắt, nghe lâu rất là dễ chịu, rất trong sạch. Rất là bén, cái cực kỳ là bén luôn. Các bạn có thể nghe tiếng chép. Em có thể là cầm hình dọc cái này để dọc như này cũng được, tùy vào sở thích của các bác. Và anh em thích đặt dọc, thích đặt ngang này được. Cầm như này giống một chiếc lá này.
Ok ạ. À, cuối cùng mình báo giá luôn cho bác và anh em cho nhỏ một chút để báo giá luôn cho bác và anh em. Cứ để nhạc như vậy, du dương như vậy. Đấy, em đang nói chuyện đây, tiếng chép nó sẽ bật nhỏ nhỏ một chút. Một cặp loa chép Dali M8 chép đo lụa này, từ neo, giá 350.000 đồng. Một cặp tặng dây, tặng tụ cho các bác và anh em nhé. Các bác anh em có nhu cầu hoặc yêu thích dòng loa chép này có thể liên hệ với em để đặt hàng. Số lượng có ít thôi, không có nhiều đâu ạ. Rất là độc đáo, rất là hay, thật sự gần rất là hay nhé. Dali M8. Số điện thoại đặt hàng ở trên màn hình, bên em giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra mới phải thanh toán. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.